bẩn quá các bạn ơi. Xe tải bị lầy rồi các bạn này. Wow, không lên được này. Ô chật, không lên được. Ô mình phải rửa. Lên rồi, lên rồi. Trời. Wow. Các bạn thú ở dưới nước này. Nhặt lên nhá. Rồi. Hello, xin chào các bạn nha. Của mình là một chiếc xe tải các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ có nhiệm vụ là chở những bạn thú này đi ra cánh đồng chơi nha các bạn nha. Rồi, ok các bạn này. Wow, ở đây là có những cái bạn thú này. Đây là bạn sư tử này. Ồ, bạn hươu cao cổ này. Wow, đây là bạn voi nữa này. Wow, có cả khủng long luôn các bạn này. Hô, chà, đây là ngựa vằn nữa nhá. Wow, nhiều quá. Ồ, đây con báo này các bạn. Wow, đây là một chiếc xe tải chở thú này. Ok, mình sẽ mở cái đít ra nhá. Chà. Rồi, đầu tiên mình sẽ sắp xếp bạn nào lên ta. À, mình sẽ cho bạn báo lên nhá. Lên nào. Ồ, chà. Được đi chơi rồi, thích quá. Rồi, bạn báo đứng gọn vào đây nhá. Đó. Bắt đầu đến bạn sư tử này nhá. Lên nào, lên xe đi. Wow. Chà. Rồi, có tủ chỗ không nhỉ? À, bây giờ không được rồi, mình sẽ để bạn sư tử đằng sau này đã nhá. Rồi, tiếp theo là bạn, mình sẽ cho bạn gầy gầy, bạn hươu cao cổ gầy gầy lên nhá. Lên nào. Trời, đứng sát cho bạn báo này này. Ồ, hay quá, được rồi các bạn ơi. Rồi, chà, tiếp theo mình sẽ đưa bạn ngựa vằn lên nhá. Lên xe nào, wow, vừa luôn. Wow, thế là xe chở thú hôm nay đã chở được 4 bạn thú rồi. Rồi, wow, còn những bạn voi này. Giờ mình sẽ tính cách, à mình sẽ để lên đây luôn. À. Rồi còn những bạn khủng long này mình sẽ cho chạy bộ các bạn ạ. Đó, mình sẽ cho chạy bộ đằng sau nhá. Ok, bắt đầu đóng nắp thành nào. Đó, các bạn thấy chưa. Rồi bắt đầu xe chở thú chuẩn bị lên đường nhá. Nào, xe chở thú cho các bạn ra cánh đồng. Wow các bạn này. Chà, bạn xe chở thú của mình đã chở các bạn ấy đến một cái vũng đầm lầy này. Wow, chỗ này đất rất là lũn nha các bạn, nên là bạn xe chở thú phải đi cẩn thận nha. Rồi bây giờ chúng mình đi tiếp nha. Wow, các bạn giờ bạn xe chở thú chạy rất là vất vả kìa. Nào. À, các bạn ơi, xe chở thú bị lật rồi. Ôi, các bạn thú bị lật rồi. Ôi không. Làm sao bây giờ? Ồ, mình thấy bây giờ mình sẽ phải gọi máy xúc đến. Điều động máy xúc đến nào. Ồ, may quá ở đây có một bạn máy xúc này. Bạn máy xúc ơi, bạn có thể lên hỗ trợ bạn xe chở thú không? Bạn ấy bị lật rồi. Bạn xe chở thú làm sao rồi? Bạn xe chở thú bị vào lầy và bị lật rồi. Ok, bây giờ bạn lên hỗ trợ bạn ấy nha. Ồ, đi nào. Wow, chà. Đây rồi, bạn máy xúc đến rồi các bạn ơi. Xe chở thú ơi, cố gắng lên, cố gắng lên. Bạn máy xúc hãy cứu bạn voi trước nha. Ồ, đúng rồi, bạn sẽ dùng cái gầu. Chà, vớt bạn voi lên. Ồ, đúng rồi, đã vớt được lên bờ rồi. Wow, bạn voi được lên bờ rồi các bạn ơi. Rồi rồi, bắt đầu đến bạn hươu cao cổ nào. Đúng rồi, đúng rồi. Wow, đã lên được bờ rồi này các bạn ơi. Chà, hai bạn đã được lên bờ an toàn rồi. Tiếp theo nào, tiếp theo bạn ngựa vằn nào. Bạn ngựa vằn ở xa. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đã vớt được rồi. Nào, tiếp nào. Chà, lên được rồi, lên được rồi. Đúng rồi, giỏi quá. Ô trời, bạn ngựa vằn đã được lên rồi bờ rồi các bạn này. Rồi, đây bạn báo nha, đưa bạn báo lên nha. Ô, bạn báo đây, 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 đây. Cố gắng lên nào, cố gắng lên. À, còn bạn sư tử thôi các bạn ơi. Wow. Ôi, chà, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Wow, chà, lên rồi các bạn nhá. Thế là mình đã vớt được 5 bạn thú rồi. Rồi, bây giờ anh máy xúc, anh hãy cố gắng kéo bạn xe tải lên nào. Chà, lật bạn lên. Chà, chà, chà. Xe tải đã được lên rồi các bạn ơi. Trời, chuyến hành trình hôm nay thật là đen đủi quá các bạn ơi. Hôm nay xe tải thật là đen đủi các bạn ạ. Bạn đã bị xa lầy và bị lật xe nhá. Chà, bây giờ bẩn quá, bây giờ phải đi ra rửa xe nha các bạn ơi. Wow, bây giờ trước khi đi mình sẽ xe tải cảm ơn máy xúc nha. Xe tải cảm ơn máy xúc nhiều nha. Cảm ơn anh máy xúc đã giúp đỡ nha. Không có gì, không có gì nha, không có gì nha. Wow, bây giờ mình phải đi rửa xe tải đã các bạn này. Wow, chà, bị bùn bẩn hết rồi các bạn ơi. Ô, trời, các bạn ơi bẩn quá. Cả bạn những bạn thú này nữa này các bạn ơi. Wow, trời, bẩn quá. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ mình sẽ phải đi rửa hết lại những bạn này nha các bạn nha. Wow, rất là cảm ơn bạn máy xúc nha, bạn máy xúc rất là khỏe luôn. Đó. Chà, bây giờ mình sẽ đi rửa xe nha các bạn nhá. Đi nào. Wow, trời. Đó, ở ngoài chỗ này có nhiều nước hơn, mình sẽ rửa nha các bạn nhá. Đó. Đây, mình sẽ rửa này. Đó. Đấy, bạn xe tải nó sạch sẽ rồi các bạn nhá. Mình sẽ để đây.
Rồi mình sẽ đẩy bạn hươu cao cổ lên này, sạch quá rồi. Thôi coi như hôm nay là đã được tắm mát luôn các bạn nhá. Đó. Rồi đây là bạn báo nha, rửa đi nha. Ôi chà, mát quá. Rồi, mình sẽ để các bạn này lên này nhá. Rồi tiếp theo là bạn voi này các bạn ơi. Wow, voi rất là bự luôn. Bạn voi có khi mình để cho bạn ở dưới nước á. Rồi, đưa bạn ngựa vằn lên này, chà. Ô, đây là bạn sư tử này. Trời. Ok, ok các bạn ơi. Rồi, đó mình đã xếp hết lên xe tải chở rồi. Rồi. Lên nha, lên nha. Wow. Đó, thế là xe tải đã chở được rồi này. Rồi bạn voi mình sẽ để trên khe này nhá. Sạch sẽ rồi, sạch sẽ rồi. Wow các bạn này. Wow, bạn ngựa, bạn sư tử vẫn còn bùn này. Ồ. Bây giờ mình sẽ rửa gầu bạn máy xúc nha. Wow. Rửa gầu bạn máy xúc này. Wow, sạch quá rồi. Wow, một lần nữa cảm ơn bạn máy xúc nha. Chà chà. Đó, bạn máy xúc ở hoạt động ở dưới bùn rất là hiệu quả các bạn này, bạn rất là cao ấy. Đó, bạn có thể xoay này nha. Đó, bạn máy xúc đã hỗ trợ bạn xe tải chở thú này các bạn ơi. Wow. Bây giờ chúng mình sẽ đi nha các bạn nha. Đi nào, xe tải chở thú đi nào, cẩn thận nha. Rồi. Ok, bạn máy xúc tiếp tục làm việc đây. Rồi, bạn máy xúc sẽ tự múc nước để rửa. Wow, mát quá. Tự múc nước để rửa xe nhá. Đó, đó, bạn máy múc nước rửa mình ấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem bạn xe tải nha các bạn nha. Rồi, bye bye bạn máy xúc nha. Wow, bạn xe tải đã được lên bờ rồi các bạn này. Rồi, và bạn đã lại di chuyển tiếp này các bạn ơi. Wow. Wow, bạn xe tải đã lên được đến những cái vườn cỏ này để cho các bạn thú xuống ăn cỏ ấy các bạn nhá. Rồi, wow, chuyến hành trình ngày hôm nay thật là thú vị các bạn ạ. Wow, chà. Giờ các bạn thú xuống xe nhá. Rồi, bạn sư tử xuống này. Rồi, bạn voi xuống nữa nhá. Đó, các bạn ăn cỏ đi nhá. Đó, bạn ngựa vằn này. Bạn sư tử không được ăn thịt bạn ngựa vằn nhá. Rồi. Wow. Đó, các bạn thú đã được ăn cỏ này các bạn ơi. Wow.